Dạ xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô có hai cây ổi nha. Ổi tàu ha, trái quá trời trái luôn chị coi nè. Ổi tàu trái quá trời trái luôn. Đó, chứ mấy cây kim quýt ha. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Mã số đầu tiên là 250. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 50. Chiều cao 50. Đơn kính màu 35. Cái này anh chị về vô dây lại ha. Em vô có một nước dây. Mã số là 250. 250. Rồi cái này giao lưu với cô chú anh chị mình là 550 rồi. Bao ship không bao chậu nha anh chị. À, cho anh chị coi trái nè, một nhánh nè nó ra trái quá trời luôn nè ha. Ổi tàu ha. Rồi tiếp theo cũng là ổi tàu luôn. Đó chị coi nè, dáng thú nè. Này chị về vô dây lại nha. 251. 251. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Đường kính bầu 40. Mã số 251. Rồi cái này 500 ngàn thôi anh chị ơi. Đó, 500 ngàn ha. Bao ship luôn nha anh chị. Để thú luôn. Rồi tiếp theo là mấy cây kim quýt mình ghép kim quýt Thái nha. Siêu trái nha anh chị. Đó, mấy cây này trái dữ dằn trái luôn nha. Cành già là ra trái, mấy này đâu cho trái chân tệ. Mới tỉa nhánh là trái này quá trời trái luôn nha anh chị. Trái nó ra quanh năm ha, không theo mùa nha anh chị. Quanh năm luôn. Quanh 11 rưỡi. Chiều cao 36. Chiều cao 36. Rồi cây này em để ghẻ của chú anh chị mình là 650 thôi. Bao ship luôn. Chung còn mấy cây xả cho anh chị chơi ha. Ôi cây này bành kia ná luôn nè chị. Cụ đế luôn nè. Chị coi trái nè. Trái là xum xê luôn ha. Tại vì nó màu xanh xanh chị không thấy rõ chứ trái dữ lắm nhiều ha. 252. 252. Cụ bành kia luôn. Cái tàn không đẹp hung nhưng mà cụ đế quá trời bự luôn nha chị. 252. 253. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 32. Mã số là 253 nha cô chú anh chị. 253 nè. Quá trời cụ đế luôn. Rồi cây 253 này giao lưu với cô chú anh chị mình là rồi để 700 ngàn thôi chị. Bao ship luôn. Cực kỳ mềm cho anh chị luôn ha. Rồi tiếp theo 254. Nè cụ trà bá luôn nè ha. Này em không ship chậu nha chị. Mấy cái này không ship chậu nha. Quanh 16. Chiều cao 30. Chiều cao 30. Mã số là 254. 254. Không có ship chậu ha. 254. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình 700 ngàn luôn ha. Bao ship tặng rào luôn. Còn mấy cây nên xả ha. 255. Nè chị coi nè, trái nè. 255. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 28. Rồi cái này 800 ngàn nha. Bao ship tặng nhà luôn. 258. 255 chứ. Lộn. Rồi tiếp theo 256. Nè chị coi trái nè. Quá trời trái luôn nha. Nè trái còn xanh rất là nhiều nha chị. Đó, mã số là 256. Cái này có thẹo đen miếng rồi ha. Quanh 16. Tàn rất tròn ha chị. Chiều cao 35. Rồi cái này 750 nha chị ơi. Mã số là 256. 256. Bao ship luôn ha. Tròn ồ. Tàn rất là mướt ha. Này cũng có cái sẹo trên đèn miếng. Nó kéo hết rồi anh chị. Quanh 12. Quanh 12. Chiều cao 30. Rồi quay vòng. Mã số là 257. 257. Rồi cái này giao lưu anh chị 800 ngàn nha. Bao ship luôn ha. Cái này đẹp lắm nha anh chị. Mã số 55. Mã số 55. Nè. Chị coi cái bút cũ chà bá lử luôn. Hết biết cái bự ha anh chị. Quanh 18. Cái này thì nó có sẹo trên lưng này chút xíu. Chiều cao 39. Mã số 55. Mà cũ bự lắm chị ơi. Rồi cái này 700 ngàn chị. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số 55. Mã số 58. Quanh 14 rưỡi. Quanh 14 rưỡi. Chiều cao 39. Chiều cao 39. Rồi cái này 700 ngàn. Bao ship. Mã số 58. Rồi tiếp theo 363. Cây này tại em mới dằn dây lại nên lá nó chưa tỉnh, chị nhìn chưa nhìn thấy nhà trái nè. Quá trời trái luôn ha. Cây này cũng khá đẹp nha anh chị. Quanh 14.
Quanh 14. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Này chơi 363. Rồi cái này giao lưu anh chị 700 ngàn thôi, bao ship luôn. Rồi tiếp theo 365. Củ chà bá nè. Quanh 12. Chiều cao 33. Chiều cao 33. 365. Cây này đẹp lắm anh chị ơi. Rồi cái này em để rẻ của chú anh chị mình 700 ngàn nha, bao ship tặng nhà luôn. Rồi tiếp theo 366. Này tròn như cái núm luôn. Cốt cạnh nó bự lắm nha chị. Quanh 17. Chiều cao 37. Ngon ngon nè. Tàn rất là đẹp. Rồi, trái quá trời trái luôn ha. Rồi cái này giao lưu anh chị 850 thôi, bao ship luôn. Mã số là 366. Rồi tiếp theo 370. Tràng cũng rất là tròn anh chị. Quanh 15. Chiều cao 29. Chiều cao 29. Rồi cái này em đi gửi anh chị 650 thôi, bao ship luôn. Mã số là 370. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly, từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha, bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp, một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. Đó. Một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử coi. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cưa tớp dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp ha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị giờ nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, thấy bán thì nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú, tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm hàng này là hàng của Nhật nghe cô chú anh chị. Em bao sắc bén cho cô chú chị luôn, mở ra cắt dây nhôm mà không bén thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe cô chú chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á, em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được, rất là ok ha. Rồi là sắc bén ha, hàng này hàng của Nhật nghe cô chú chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú chị, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha. Là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền xẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nha cô chú anh chị. Này rất là dày nha anh chị. À, nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú xài một cuộn này xài cũng rất là nhiều cây, cho rất là nhiều cây của mình á.
khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này chơi rồi làm dán lơ vô ha quý chị, dán vô là dính, dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bán luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh giờ bằng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, hàng của Nhật đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem này ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó, là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó, màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây, em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nha cô chú anh chị. Em bao hàng cho cô chị luôn, về cứ mở ra test thử. Đó, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó, hàng này của Nhật không nha anh chị nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là sắc bén, em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha, kéo tỉa dài và té tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là, kéo tỉa là đồng giá nha của anh chị, 180.000 một cây, em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha. Hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nha cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mít nhìn giờ bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nha cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó, về phục vụ cô chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nha cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cạp xéo, cạp tròn. Cạp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nha cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký, 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, này mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Muốn cà phê đầy á, pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị. Này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị. Mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây
thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị, sử dụng rất là tốt, tuần mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tận nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào